Bắt con được. Để cái thùng xốp gần đây cho ông bắt. Đấy, con trắng trắng đấy, con không bắt thì bắt con gì? Đấy, con đấy tên là Ngọc Trinh. Đấy. Chúng mày có chạy đến giờ ấy, có thoát được. Ừ vậy. San vớt sang cái thùng xốp cho ông đi. Bọn này nuôi từ Tết được tạ hai á. Thì thế à, tầm này Tết thì thịt tốt. Đấy. Nuôi lấy bắt chục con này Tết nuôi tí tấn nha. Vâng. Tấn thịt. Con làm mà tiếp thì mời về uống rượu nhé. Vâng, đây con này này. Cao không? Đó. Ờ, con này nặng nặng tí. Này nhìn nó mà đi. Nó phải cua bọn ngang con chân đó. À, đây đây. À. Con này này, trông ghế cho nó chắc. Chân dài. Quan trọng là nó không bộ kia con này này. Con này này, rồi kìa. Con kia. Đấy đấy con ngoài kìa. Đấy đấy. Đấy con chân to đấy. Đấy con đấy được. Con này được này, chân đấy. Ừ. Con này cầm rồi. Ông vặn vừa ông ngéo mẹ cổ là điều của tôi. Cái loại này giống như vịt. Nghe kinh nghiệm đó. Đấy. Giờ biểu diễn lắm. Không, con đấy là nó mượt lông. Nay 18 ngày đẹp, 18 tháng 5. Đấy. Ông gà ăn đâu bí không? Ông gà làm mớ về. Toàn họ này. Ờ. Toàn. Đang bí à? 11 không? Vắt thêm còn nữa. 12, 14 thì cũng được. Nhưng lên nhưng xuống. Từ mai đi phải mang theo cái cân. Thanh niên đấy. Mang về Bắc Ninh cho nó hát quan họ. Đợt này nhá, cho chạy khắp cánh đồng.